Xin chào mừng các bạn đến với Linh Kiện 789. Và ngày hôm nay tiếp tục bên mình về rất là nhiều các cái sản phẩm để phục vụ cho các bạn vào dịp hè năm nay nhé. Thì ở đây trên cái lô hàng lần này bao gồm là có các cái quạt trần 12V không chổi than. Cùng với ở đây sẽ có là đèn này là đèn P90, sử dụng chip LED XHP90 sáng trắng và sáng vàng. Và ở đây thì là phân tần loa full đơn bass 40. Cái này chúng ta sử dụng cho loa full đơn này, hoặc là chúng ta sử dụng cho loa array sự kiện bass 40 anh em nhé. Và tất cả những phần báo giá ngày hôm nay thì mình sẽ để ở dưới phần bình luận video. Các bạn vui lòng xuống phần bình luận video để tham khảo về các cái giá sản phẩm ở trong cái video ngày hôm nay. Đặt hàng thì các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video nhé. Sản phẩm đây là mạch phân tần loa. Đối với mạch phân tần loa thì bên mình có rất là nhiều các cái phiên bản khác nhau. Nó dao động là từ V1 cho đến V16. Có nghĩa là có 16 phiên bản mạch phân tần khác nhau dành cho những cái loa khác nhau. Và phiên bản mạch phân tần đang ở đây là mạch phân tần V7 anh em nhé. Thì cái này nó sinh ra để chúng ta sử dụng dành cho những cái loa bass full đơn 40 hoặc là array 40, dành cho những anh em nào mà đi làm sự kiện. Và đối với phân tần này nó có thể hỗ trợ được cho những loa bass 40 côn 100. Còn đối với loa check thì chúng ta có thể sử dụng tối đa lên loa check côn 75 anh em nhé. Thì trên mạch này nó được tích hợp cho chúng ta là hai cuộn cảm lõi đây, hai cuộn cảm lõi sắt anh em nhé. Đó, đây là một cuộn, đây là một cuộn. Tiếp theo nữa nó sẽ sử dụng ở đây là hai tụ. Tụ thứ nhất là 8,2 microfarad, tụ thứ hai là 3,3 microfarad. Sử dụng tiếp một con điện trở. Đây là con điện trở nhôm anh em nhé. Nó sẽ tốt hơn trong quá trình tản nhiệt. Con trở này có công suất là 50W với trở kháng là 4 ohm. Và tiếp theo nữa bên phần check thì nó sẽ bảo vệ check bằng một bóng đèn ở đây. Bóng đèn này thì xung quanh bóng đèn nó được bọc một cái vỏ bằng nhôm có cánh tản nhiệt. Đấy, thì khi nào mà check nó hú thì cái bóng đèn này nó sáng lên để giảm thiểu cái trường hợp là cháy check. Về cách kết nối thì ở đây chúng ta thấy có cái chân in cộng trừ là đầu chúng ta cấp cái nguồn âm thanh đi vào, lấy từ cái trạm loa phía sau chúng ta cấp vào đây. Còn ở đây có chữ T cộng trừ có nghĩa là ra loa check anh em nhé. Đây là V kép cộng trừ là guộc dành cho loa bass. Đây là mặt trước của mạch được làm trên một cái mên màu đen. Bốn xung quanh lỗ chân này nó sẽ có cái đệm bằng nhựa, cái chân đệm nhựa. Đây là phía mặt sau. Đấy, cọc đồng làm rất là chắc chắn. Thì đây là phiên bản V7. Anh em nào cần các cái phiên bản khác nhau dành cho loa bass lớn nhỏ khác nhau thì anh em có thể liên hệ với nhân viên bên mình để lựa chọn những cái mạch phân tần phù hợp với cái dàn loa các bạn nhé. Tiếp tục là đến với sản phẩm thứ hai. Ở đây các bạn thấy đây là các cái loại đèn pin đội đầu. Loại này là loại chất lượng cao, ánh sáng cực mạnh, cực lớn luôn. Có nghĩa là nếu như mà ánh sáng cái đèn pin này mà nó sáng ra đó, thì nó phải gấp 5, gấp 7 lần cái đèn pin thông thường mà chúng ta hay đội đầu mà có một viên pin đấy. Thì đây các bạn có thể thấy đây mình có hai cái mẫu đèn. Đèn của nó tên là đèn V64. Còn về chip LED bên trong cái đèn này thì bên mình có 6 loại anh em nhé. Thứ nhất là loại XHP50, cái con chip LED XHP50 thì nó sẽ có cái kích thước là 5x5mm. Tiếp theo là loại XHP70 là 7x7. Còn đây là XHP90. Đó. Thì ba cái loại đèn sử dụng ba chip LED này thì bên mình đều có các cái ánh sáng vàng và ánh sáng trắng. Như vậy là trên tay mình đây là cái phiên bản là XHP90 với chip LED bên trong này là chip LED của Cari. Và nó có cái tên là XHP90 bởi vì là nó có cái kích thước là 9x9mm. Xung quanh cái pha này nó làm bằng nhôm. Đây, cái vỏ làm bằng nhôm này. Cái pha bên trong này nó cũng làm bằng nhôm luôn. Mặt trước này làm bằng kính. Có gioăng cao su xung quanh. Đó, cái này cũng bằng nhôm luôn này, cái phần màu trắng này. Đó. Còn về phía sau này chúng ta sẽ có một cụm để chúng ta bỏ pin vào. Pin ở đây chúng ta sử dụng là pin 18650. Cái khay này có thể được bỏ được 3 viên pin. Thì các bạn bỏ 1 hoặc 2 hoặc 3 viên cũng được nhá. Thực tế ở trong đây chúng ta bỏ tất cả ba cái chân dương âm bên trong đây là nó nối chung với nhau. Chẳng qua là chúng ta bỏ 1, 2, 3 viên để tăng được cái thời gian sử dụng lâu dài hơn thôi. Bây giờ ví dụ như mình bỏ một viên 18650 vào đây. Nắp lại. Thì ở trên cái cụm chứa pin phía sau này, cái khay chứa pin này, nó sẽ có một cái đèn báo nguồn ở đây. Báo có 4 cái đèn báo để chúng ta biết được dung lượng pin còn bao nhiêu.
Và thêm ở trên đây có một cái đèn LED heading. Headlight này có nghĩa là cái đèn này khi chúng ta bật đèn thì nó sáng màu đỏ đỏ phía sau ấy. Còn về sạc đầu vào thì chúng ta sẽ sạc bằng jack micro USB nằm ở đây. Bộ sản phẩm đi kèm theo thì nó sẽ có một cái jack từ USB sang micro USB nhá. Chúng ta cắm sạc vào đây. Còn trên đây thì sẽ có jack USB output đầu ra 5V 1A để cho anh em lúc nào cần thiết thì chúng ta có thể sử dụng nó giống như là một cái sạc dự phòng để sạc điện thoại trong lúc cấp thiết nhá. Bây giờ chúng ta bật lên thì trên đèn này mặt trước này, ở cái pha đằng trước nó sẽ có một nút nhấn đây. Đây là phiên bản sáng vàng, XHP90 phiên bản sáng vàng, các bạn thấy nó vàng đúng không ạ? Nhấn cái thứ hai thì nó sáng bằng 50%. Nhấn cái thứ ba thì nó cái kiểu dạng như là SOS, chớp chớp, tắt này, 100% này, 50%, chớp. Rồi, thì khi chúng ta bật đèn lên thì phía sau các bạn thấy là nó đang báo đây tất cả là 5 chip LED thì nó đang sáng lên, có nghĩa là cái này đang còn đầy pin nhá. Cái thứ hai này, chớp này, tắt này. Rồi, đây là phiên bản XHP90 sáng vàng. Và bên cạnh đây thì phiên bản XHP90 sáng trắng. Thì đối với 50 và 70 thì nó đang còn trong kho, cho nên là hàng đợt này ở đây nó không có, để cho mình test cho các bạn nhé. Các bạn cần thì các bạn liên hệ thì bên mình sẽ gửi cho các bạn. Đây mình bỏ một viên pin sang bên đây thì tương tự nhau thôi. Nó chỉ khác nhau mỗi cái ánh sáng này. Cái này là ánh sáng trắng này, cũng là 50%, cũng là chớp chớp này. Đấy, anh em có thể so sánh cái ánh sáng trắng và ánh sáng vàng thông qua cái hình ảnh thực tế như thế này. Đó, ánh sáng vàng, ánh sáng trắng. Độ sáng thì phải nói là cực kỳ mạnh luôn. Và sản phẩm tiếp theo đó là quạt trần 12V không chổi than. Hiện tại đối với quạt trần 12V không chổi than thì bên mình có 4 phiên bản khác nhau. Và đợt hàng lần này về ở đây là 3 phiên bản, còn một phiên bản nó đang còn hàng ở trong kho. Cho nên là nếu như anh em có nhu cầu mua các phiên bản khác nhau thì vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo trên tiêu đề video nhé. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn, đây là cái phiên bản quạt trần không chổi than. Loại này là bằng nhựa nhé, 3 cánh bằng nhựa. Bên mình không có đặt tên là V1, V2, V3 gì cả, bởi vì là bản chất 4 cái loại quạt này nó khác nhau, cho nên là bên mình không đặt phiên bản V. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy là trong cái bộ phụ kiện của cái quạt này nó sẽ có hai cái nắp chụp. Một cái nắp chụp xuống cái động cơ, một cái nắp chụp lên trên cái móc. Tiếp theo sẽ có một cái số hộp số cơ, là có cái tốc độ là từ 1, 2, 3, 4, 4 tốc độ khác nhau. Cách kết nối thì ở trong đây có cái giấy hướng dẫn sử dụng rất là đầy đủ. Và ngoài ra thì đối với phiên bản quạt 3 cánh nhựa này thì nó sẽ có cho chúng ta một cái điều khiển từ xa. Đó, thì trong đây nhà sản xuất cũng có giải thích rất là rõ các cái số là từ 1, 2, 3, 4, 5 thì nó sẽ đạt tốc độ là bao nhiêu vòng trên phút, cùng với cái công suất nó sẽ là tương ứng bao nhiêu. Thì như vậy là các bạn thấy là ở cái quạt này nó sẽ có công suất cao nhất là 27W. Như vậy là chúng ta thấy là cái công suất này thì cực kỳ tiết kiệm điện đúng không ạ? Và đảm bảo với các bạn là tất cả các phiên bản quạt 12V không chổi than ở đây ấy, thì tất cả đều được sử dụng bằng bạc đạn nhá. Bạc đạn có nghĩa là bằng vòng bi ấy, cho nên là độ bền của nó cực kỳ cao, cùng với tốc độ của quạt chắc chắn là nó sẽ quay nhanh hơn so với quạt quạt 220V rất nhiều. Mà ngược lại thì nó lại tiết kiệm điện bằng 1/3 so với quạt bằng điện lưới anh em nhé. Tiếp theo ở bên trong đây là có một cái điều khiển từ xa, thì sẽ có nút tắt bật tắt này, và nút 1, 2, 3, 4, 5 để chúng ta chọn tốc độ, 2, 4, 8 giờ là để chúng ta cài đặt hẹn giờ. Còn Smart có nghĩa là chúng ta nhấn vào đây thì quạt nó sẽ thay đổi tốc độ biến thiên để tạo ra cho chúng ta một cái gió gọi là gió tự nhiên. Đây là một cái móc treo. Tiếp theo đây là một con ốc và một cái đệm. Ngoài ra thì quạt nó đi theo nữa là một cái trục, trục để chúng ta kết nối cái động cơ này với cái móc treo. Và sản phẩm này nó sẽ có một cái bộ cánh 3 cánh bằng nhựa. Thì cái phiên bản này là phiên bản rẻ nhất trong 4 cái phiên bản mà quạt trần bên mình đang có và đang bán hiện tại nhé. Các bạn thấy là cái cánh này nó bằng nhựa này. Đó, 3 cánh bằng nhựa. Quạt này nó rất là rẻ thôi. Thì đối với cái quạt này nó có sẽ có cái sải cánh đường kính bằng 1200mm, tương đương với lại là 1m2 anh em nhé, 1m2. Còn về động cơ bên trong đây thì chúng ta thấy là vỏ ở trên này nó cũng bằng nhựa, vỏ dưới nó cũng bằng nhựa, được họa tiết thêm một cái miếng mạ vàng ở đây cho nó đẹp. Dây dẫn này có hai dây duy nhất thôi. Bên trong này là cuộn đồng.
Và ở nơi cái động cơ này thì nó sẽ hoạt động ở điện áp là từ 10 cho đến 23 V DC. Công suất max của nó là 27 W. Thì đối với sản phẩm này thì như các bạn thấy là trên cái vỏ này, nhà sản xuất có ghi là chúng ta có thể sử dụng battery này, solar panel này và 12 V adapter. Như vậy là chúng ta có thể dùng 3 nguồn điện khác nhau mà mình vừa mới giải thích. Thì lát là cuối video mình sẽ test cả 3 cái nguồn điện đó. Các bạn thấy đây có giới thiệu là hai vòng bi này. Thì thực tế như nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo ra để xem nhé. Ok, và như các bạn thấy là đây là cái cấu tạo bên trong của cái quạt trần này nhá. Thì các bạn thấy là đây là vỏ nhựa này. Thì cũng đúng như giới thiệu bên ngoài thì nhà sản xuất giới thiệu là dùng bằng vòng bi bạc đạn đây các bạn. Vòng bi đây. Rất là ok. Đó, đây là một cái đệm. Thì bên trong này sử dụng dây đồng rất là to anh em ạ. Đây, đó. Các bạn có thể thấy đây là cái động cơ của nó. Và ở đây thì chúng ta thấy là trong cái này nó sẽ có một cái mạch. Mạch điều khiển ở đây. Thì mạch này nó có thêm một cái mắt thu hồng ngoại ở đây. Thì đối với sản phẩm này thì nó sẽ có điều khiển từ xa anh em nhé. Và ở đây thì mình cũng có thấy là mạch chân 12V này nó được thông qua bằng hai con diode để chống ngược cực. Vì vậy là nếu như anh em có đấu ngược âm dương thì nó cũng không ảnh hưởng, không hỏng đến cái động cơ này đâu anh em nhé. Tiếp tục thì ở đây mình sẽ có thêm hai loại nữa. Hai loại này thì nó sẽ có kích thước tương đương nhau. Loại đầu tiên này là loại 5 cánh anh em này. Quạt trần 12V không trổi than 5 cánh. Nó sẽ bằng kim loại nhé. Đây. Chúng ta cũng sẽ có một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Thì ở đây thì đối với cái loại này nó có cái sải cánh. Đây chúng ta có thể xem ngoài vỏ này. Sải cánh là 1m4 anh em ạ. Đường kính sải cánh của nó là 1m4. Rồi, và ở trên đây thì ghi thông số đầy đủ. Điện áp chúng ta sử dụng là từ 8 cho đến 23V DC. Đó, và ở đây có nói rằng là đầu vào dành cho công suất là bằng 33W anh em nhé. Đối với sải cánh 1m4 sẽ có công suất là 33W. Đó là đối với cái chiếc quạt này, 5 cánh. 33W thì nó cũng chỉ bằng có 1/3 so công suất so với quạt trần điện lưới thôi. Nhưng mà đảm bảo với các bạn tốc độ của nó quay nhanh hơn quạt điện lưới nhé. Lát nữa cuối video mình sẽ test cho các bạn xem. Phụ kiện đi kèm theo thì cũng sẽ có một cái móc này. Cũng là con ốc và cái đệm. Cùng với lại một bộ số cơ. Số này là số cơ. Và các bạn lưu ý là đối với phiên bản 5 cánh này thì nó chỉ có số cơ thôi nhá, chứ nó không có điều khiển từ xa. Rồi, mình thấy số cơ là nó bền nhất đấy. Chứ còn điều khiển từ xa thì nếu mà đến lúc nó hỏng điều khiển từ xa thì chúng ta lại cũng phải dùng số cơ thôi. Rồi, và tiếp theo bên trong này sẽ có hai cái chụp. Như cái này thì là sẽ chụp xuống động cơ này. Còn cái này nó sẽ chụp móc lên trên cái móc nhé. Hai cái chụp này. Bên trong đây là động cơ. Đấy, các bạn thấy là xung quanh cái phần này nó làm bằng kim loại hết nhé. Và nó cũng sẽ sử dụng bằng các cái vòng bi ở đây. Vòng bi bạc đạn. Ở trong đây thì sẽ có cái tên sản phẩm cùng với điện áp dùng là 8 cho đến 24V DC. Công suất 33W. Đấy, bên trong hết rồi. Và cái bộ cánh dành cho cái quạt này thì nó xịn sò lắm anh em ạ. Nó làm bằng sắt luôn. Và nó đẹp lắm. Nó màu trắng. Ở đây là cái bộ cánh dành cho quạt 5 cánh này. Nhìn nó xịn sò lắm. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tự về và lắp ráp nó. Cái loại quạt. Lát nữa thì mình sẽ lắp ráp tuần tự 3 cái để cho các bạn có thể thấy được các cái bước lắp ráp như thế nào. Về nhà các bạn tự lắp ráp nhé. Còn bên mình gửi đi là nó sẽ có cái hộp và đang rời như thế này thôi. Bởi vì là vận chuyển thì chúng ta không thể lắp nó vào được. Cánh này thì cánh bằng kim loại. Đây, ở trên đây, trong đây là có 5 cái cánh. Nó bằng kim loại anh em nhé. Đó. Nhìn cánh rất đẹp luôn. Đây là 5 cánh này. Thì mình cũng sẽ tháo cái này ra để cho anh em xem cái ruột gan bên trong nhé. Đây là nắp bằng sắt luôn. Rồi, vào đây thì chúng ta sẽ thấy là cấu tạo của cái chiếc quạt này nó như thế này anh em nhé. Dây đồng thì phải nói là to khủng khiếp luôn anh em này. Dây đồng rất là to luôn. Đấy. Bên trong này được quấn vào các cái cuộn dây đồng. Đây có hai vòng bi nhá, vòng bi phía trên này và vòng bi phía dưới này. Đây là mạch điều khiển dành cho cái quạt 5 cánh. Các bạn thấy là nhìn nó xịn sò chưa? 1, 2, 3, 4 con MOSFET. Và các bạn lưu ý là đối với cái sản phẩm này thì nó cũng sẽ có chế độ chống ngược cực đầu vào nhá. Ngay cái dây dương đầu vào này thì nó sẽ được thông qua bởi hai con diode. Hai con diode này thì nó sẽ có cái nhiệm vụ là chống ngược cực đầu vào.
Cho nên là các bạn yên tâm là nếu như chẳng may mà chúng ta đấu nhầm âm dương á thì nó cũng không ảnh hưởng, không bị hỏng cái quạt này đâu nhá. Đó. Và phiên bản tiếp theo là phiên bản ba cánh có đèn anh em nhá. Có nghĩa là trên cái quạt trần này nó sẽ được tích hợp sẵn một cái đèn LED ở trên đây luôn. Đây là ba cánh có đèn anh em này. Thì về bản chất thì cái ba cánh có đèn và năm cánh này nó kích thước của quạt thì nó như nhau. Nó chỉ khác về cái số lượng cánh và nó có thêm nâng cấp thêm một cái đèn ở trong cái quạt này thôi. Chứ còn về công suất thì nó cũng tương đương nhau. À đây, cái này phiên bản này khác à. Cho nên mình lại thấy có cái khác này. Sải cánh của nó cũng sẽ là 1m4. Điện áp thì cũng sử dụng bằng 12V và công suất là 27W à. Cái này là còn tiết kiệm hơn à. Đây, cái hộp số này nó khác hộp số lúc nãy anh em nhé. Hộp số này có 5 số và nó có thêm một cái công tắc ở đây nữa. Cái công tắc này là để chúng ta bật tắt đèn đó anh em. Thì phụ kiện còn lại thì nó cũng tương tự thôi. À lúc nãy là cái quạt này nó cũng sẽ có cái trục như thế này nhá. Ba cái loại quạt này trục nó như nhau thôi. Đây, cái trục như nhau, không khác gì cả. Đó. Thì nó có phải đầy đủ cho các bạn chứ. Thì chúng ta mới sử dụng được. Phụ kiện đi kèm theo thì nó cũng sẽ có hai cái ốp. Ốp động cơ và ốp lên cái móc. Tiếp theo đây là động cơ quạt chính này. Đấy, các bạn thấy là động cơ quạt chính thì nó chả khác cái gì cả. À, chúng ta sẽ thấy ở đây thì cái tem này thì nó cũng như nhau thôi. Nó cũng 8 đến 24V DC cũng là 33W. Chỉ khác biệt rằng là chắc các bạn có thể thấy là đây nó sẽ có 3 dây điện này. 3 dây này thì dây màu trắng này là dây dương của đèn này, đèn LED này. Còn dây màu đen là dây âm trung này. Dây màu đỏ là dương của quạt. Đó. Nó rất là đơn giản như vậy thôi. Và phía mặt sau này nó sẽ khác cái chỗ là nó sẽ được bố trí ở đây một cái đèn LED. Cái đèn LED này mình nhớ không nhầm là nó có công suất là 6W đó anh em. Đấy, như các bạn thấy đây là một cái tấm chip LED. Công suất của nó là 6W thì phải, mình nhớ không nhầm là nó là 6W đấy. Thì ở đây các bạn thấy là trên này nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 chip LED 2835 anh em ạ. Rồi, như vậy là mình đã tháo ra được rồi. Thì các bạn thấy là cái ruột của cái ba cánh có đèn này nó cũng chả khác cái năm cánh đâu. Nó như nhau anh em nhé, cái mạch điều khiển như nhau. Nó chỉ khác là có thêm một cái mạch LED nó nằm ở phía sau này. Khác nhau về cách thiết kế một chút. Đó. Đây, chúng ta so sánh thực tế này. Đây là cái năm cánh này. Đấy. Thì nó như nhau nhé. Không khác gì cả. Rồi, còn mặt sau cái này nó không có đèn cho nên là nó kín như thế này. Và tất cả thì các cái quạt trần hôm nay mình quay ấy, nó đều có hai vòng bi trên dưới hết nhá. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp lần lượt từng cái quạt một nhá. Thì các cái quạt này có cái cách lắp đặt nó tương tự nhau anh em, không khác gì đâu. Cái đầu tiên chúng ta phải lắp cái trục vào. Thì các bạn thấy là trong cái bộ sản phẩm này có một cái trục nó đi kèm theo. Thì các bạn lưu ý là ở đây có một cái khía cạnh đây. Chúng ta dắt cái trục này vào thì trước khi lắp cái trục thì nó có thêm một cái đệm nữa. Cái này họ làm cẩn thận lắm. Các bạn sẽ lắp cái đệm này vào. Đó, lắp xong các bạn xoay ngược lại nhé. Các bạn thấy là sau khi mình lắp nó được như thế này này. Đó, lắp vào xong cái tiếp tục là cho cái trục vào. Rồi, cái trục này vào xong, có con ốc đi kèm theo. Chúng ta dắt qua. Các bạn lưu ý là dắt qua là đừng có đụng vào dây điện nhé. Hoặc là dây điện chúng ta cho nó vượt lên hẳn trên đây. Sau đó là các bạn dắt qua. Đóng qua chúng ta sẽ có một con ốc đi kèm luôn. Chúng ta vặn vào. Và nó có thêm một cái chốt an toàn đi kèm theo nữa này. À, các bạn đút cái chốt an toàn vào, chúng ta bẻ gập cái chốt an toàn để cho nó không bị tuột con ốc ra nhé. Đấy, như vậy là đã xong được phần trục phần dưới. Còn hai cái nắp này các bạn nhớ nhá, thông thường là chúng ta hay quên hai cái nắp này. Một cái chúng ta úp xuống này, một cái chúng ta ngửa lên này. Rồi. Tiếp theo là có một cái phần móc cao su này á, thì các bạn thấy là bóp cái chốt an toàn này rút ra, tháo ốc. Chúng ta lắp khoảng tầm 5 phút là xong cái quạt rồi.
phần trục phần trên này chúng ta cũng vít ốc vào. Các bạn có thể siết chặt cái ốc vào. Sau đó cái chốt an toàn thì cũng tương tự như phía dưới nhá. Chúng ta bẻ cái chốt an toàn ra để cho nó không bị tuột con ốc. Còn về hai cái nắp chụp này này, thì các bạn lưu ý là cái nắp ở dưới này, sau khi dây điện các bạn nối dài rồi các bạn đưa thông qua cái ống lên đây á, thì cái chụp này các bạn sẽ gắn nó nằm phía trên cách cái mép của cái động cơ quạt khoảng tầm 5 ly đến 1 phân nhá, để tránh trường hợp là khi quạt nó quay thì nó không cọ sát vào trong cái chụp này. Còn cái chụp trên này, sau khi chúng ta móc xong thì các bạn cứ đẩy lên hết cỡ. Sau đó chúng ta sẽ vít cái con ốc ở đây này để hãm cho cái nắp này nó không bị tụt xuống nhá. Rồi về phần lắp cánh thì quá đơn giản rồi, bởi vì nó sử dụng bằng con ốc bốn cạnh này á. Các bạn có máy thì vặn bằng máy, mà không thì chúng ta vặn bằng tu vít cũng được nhá. Tu vít hai cạnh, bốn cạnh. Ba cánh này thì nó như nhau, cho nên là chúng ta cứ ướm vào đúng vị trí và chúng ta vít lại thôi. Ok, như vậy là sau khi như thế này xong là chúng ta đã hoàn thành xong được cái quạt trần loại này, là sải cánh 1m2, ba cánh bằng nhựa nhá. Cách đấu nối hộp số cơ là như sau. Chúng ta sẽ thấy là ở trên cái hộp số cơ này có hai dây. Một dây có cái chữ input ở trên đây và một dây có chữ output. Thì cái chân input này có nghĩa là chúng ta cấp nguồn dương, chân dương của điện 12V đi vào chân in. Còn chân out thì chúng ta đấu vào dây màu đỏ ở trên cái quạt này. Còn về điện 12V chân âm thì chúng ta đấu trực tiếp vào quạt luôn. Có nghĩa là cái hộp số cơ này nó được thông qua bởi chân dương anh em nhé. Nhưng mà anh em lưu ý là in và out là phải đi đúng đó. Đầu in là đầu nguồn vào, còn đầu A là out là chúng ta đấu vào cái dây đỏ của động cơ quạt. Thì sau khi như thế thì chúng ta bật 1, 2, 3, 4 thì nó sẽ thay đổi tốc độ quạt khác nhau. Hoặc là đối với cái quạt ba cánh bằng nhựa này á, thì nó có điều khiển từ xa. Nếu anh em nào mà không dùng số cơ này á, thì anh em cứ đấu điện âm dương vào cái quạt này, sau đó dùng điều khiển để chúng ta bấm cũng được nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lắp đặt với cái động cơ 5 cánh này. 5 cánh này với ba cánh thì cách kết nối và cách chúng ta lắp ráp vào nó cũng tương tự nhau thôi anh em. Thì cho nên là mình sẽ làm nhanh, tua nhanh nhé. Và cái cách lắp đặt của nó cũng tương tự như cái quạt ba cánh bằng nhựa lúc nãy, không khác gì cả. Cho nên là mình sẽ tua nhanh trong cái phần lắp đặt hai cái động cơ này nhé. Ok, và như vậy là mình vừa mới lắp ráp xong ba cái phiên bản quạt mà hàng về lần này. Thì bây giờ mình sẽ treo lần lượt từng cái lên trên trần nhà, và sau đó chúng ta cùng nhau test vào ba cái nguồn khác nhau nhé. Bao gồm là nguồn adapter này, rồi nguồn trực tiếp từ tấm pin năng lượng mặt trời, và nguồn từ bình ắc quy. Như vậy là mình vừa mới lắp cái quạt 5 cánh cùng với lại chiếc ba cánh có đèn lên trên trần nhà rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài test qua cái nguồn. Thứ nhất là mình đang có ở đây là cái nguồn 12V 5A. Thì cái nguồn này á, chúng ta sẽ sử dụng cho cái quạt này, nó sẽ tiêu tốn vào cái dòng điện, nó rơi vào khoảng tầm trên 3A. Vì vậy là chúng ta phải dùng cái cục nguồn ít nhất là từ 12V 5A trở lên anh em nhé, thì mới đủ dòng. Còn về bình ắc quy thì mình đang sử dụng cái bình ở đây. Bình này là bình 3S 12.6V. Thì điện áp bây giờ nó đang tròn đúng 12V luôn. Chúng ta sẽ cấp điện vào này. Đấy, thì bây giờ mình đang để cái chế độ là bật cả đèn cả quạt luôn. Thì anh em có thể thấy là nguồn điện thì mình đang cấp trực tiếp từ bình ắc quy 12V lên. Thì mất khoảng thời gian 1 đến 2 phút thì cái quạt này nó sẽ khởi động lên 100% công suất. Thế như vậy là chúng ta thấy là nó đang tăng tốc từ từ này. Đấy, thì công suất của cái bóng đèn phía dưới á, thì theo như nhà sản xuất thông báo thì đèn này nó có công suất là 6W. Có nghĩa là nếu như các bạn mà để trong cái khu vực phòng khách thì các bạn bật bóng đèn này để xem TV á, thì nó rất là vừa. Rồi, như vậy đây là cái tốc độ nhanh nhất của quạt rồi.
Và cái tốc độ này chắc chắn nó sẽ là mạnh hơn so với điện lưới anh em nhé. Rồi đây là đối với cái ba cánh khi mà chúng ta sử dụng bằng nguồn của bình ắc quy nhé. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ sử dụng bằng nguồn adapter. Thì các bạn thấy là nếu như mà chúng ta sử dụng á, thì ở ngay ở nơi cái hộp số chúng ta sẽ thiết kế cho nó một cái jack DC cái. Khi mà chúng ta dùng điện lưới thì chúng ta cắm thông qua cái cục nguồn này bằng jack DC cái. Còn khi nếu mà mất điện á, chúng ta sẽ có một cái đoạn dây có cái jack rơi khoảng tầm 4-5 mét. Một đầu thì chúng ta sẽ kẹp vào bình, còn một đầu chúng ta cũng sẽ thiết kế bằng cái jack DC này để chúng ta cắm vào trong cái động cơ, vào trong cái hộp số thì ngay lúc này quạt sẽ hoạt động bình thường nhé. Đây là mình đang dùng bằng nguồn adapter này, thì vẫn là cái quạt đó và vẫn là cái nguồn này, thì các bạn thấy là quạt nó hoàn toàn hoạt động bình thường. Bởi vì về bản chất thì cái điện áp của cái adapter cùng với điện áp của bình ắc quy thì nó như nhau, cho nên là tốc độ quạt và các cái cách sử dụng của quạt thì cũng tương tự như vậy thôi. Như vậy là mình thấy là dòng hiện tại bây giờ nó đang dùng vào khoảng tầm 3.4A, 3.27A, 3.27A mà chúng ta sẽ nhân với cái điện áp hiện tại của bình. Bình hiện tại bây giờ là 11.9. 11.9 nhân với 3.27A thì chúng ta sẽ có cái công suất rơi vào khoảng tầm 38.9W. Đó, như vậy 38.9W thì cho 39W đi. 39W thì trong khi đó là cái bóng đèn này nó mất 6W rồi. Thì chúng ta sẽ còn với công suất của quạt là bằng 33W, đúng như nhà sản xuất công bố anh em nhé. Đấy, thì cũng giống như ba cánh lúc nãy thôi. Mình cũng đấu dây ngược lại để mình cho cái năm cánh này nó quay. Thì hiện tại mình mới móc sơ trên kia thôi, cho nên là nó sẽ hơi đảo một chút. Với lại các con ốc thì mình cũng chưa có rút chặt. Các bạn thấy là hiện tại bây giờ đang khởi động lên thì chắc chắn là 5 cánh nó sẽ nặng hơn là 3 cánh đúng không ạ? Thì để lát nữa nó quay hết công suất đi, thì sau đó mình sẽ đo nguồn xem và đo dòng xem nó chạy bao nhiêu. Đấy, anh em có thể thấy là cái tốc độ của nó rất là nhanh. Và đối với cái quạt này thì nó sẽ có ba lúc chúng ta bật lên khởi động á, nó sẽ tăng tốc ba giai đoạn nhé. Giai đoạn đầu nó gần máy, nó gần cái động cơ này để nó kéo lên được khoảng tầm 20 giây gì đó. Tiếp tục nó tăng tốc lên một tốc độ nhịp thứ hai, và khi nào nó có đà có trớn rồi thì nó cho lên max tốc độ. Và như hiện tại bây giờ là nó đang quay 100% tốc độ, là có nghĩa là nhanh nhất là như thế này rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đo điện áp và đo dòng điện nhé. Thì cái đầu tiên chúng ta sẽ đo điện áp đi cho nó công bằng. Cái này nó không có đèn cho nên khả năng công suất nó sẽ thấp hơn so với lúc nãy mà chúng ta test loại có đèn. Thì bây giờ điện áp mình đang đo tại cọc bình này là bằng 14.69, 14.7 nhá, à 11.7 nhá. 11.7V. Chúng ta sẽ sang chức năng đo dòng này. Mình có một cái đồng hồ nó có thể đo được cả dòng điện công suất, nhưng mà mình làm biếng lấy cái đồng hồ này kẹp cho nó nhanh. Hiện tại như anh em đang thấy là nó sẽ có cái dòng điện tiêu thụ là 3.34A. ổn định ở mức 3.32. Chúng ta sẽ nhân 11.7V nhân với 3.32A thì nó sẽ có công suất rơi vào khoảng tầm 38.8W. Đó. Như vậy là các bạn có thể thấy là với cái ba cánh có đèn, khi chúng ta vừa thắp đèn vừa chạy quạt thì công suất nó tương đương so với 5 cánh mà không có đèn. Ở 5 cánh nó sẽ kéo nặng hơn, gió nó sẽ nhiều hơn và nó êm hơn. Cho nên là nó sẽ tiêu tốn điện áp hơn. Thì nhà sản xuất công bố là bằng 33W, nhưng mà trên thực tế chúng ta đo ở đây được là khoảng tầm gần 39W anh em nhé. Và cái mẫu quạt thứ ba là mình sẽ test cho các bạn xem. Thì ở đây là cái mẫu quạt ba cánh, mà cái loại này là ba cánh nhựa anh em nhé. Nhưng mà đặc biệt là cái loại này thì nó lại có cái điều khiển từ xa.
Mình sẽ bấm số 1 này. Cái quạt này thì nó khởi động nhanh lắm, bởi vì là nó bằng nhựa mà. Tốc độ thì quay cũng rất là nhanh. Đó, nó khởi động nhanh bởi vì cánh của nó nhẹ. Sải cánh đường kính của nó là 1m2. Như vậy là số 1 đã quay xong rồi này. Mình bấm số 5 này. Đó, với phiên bản này thì nó có thêm cái điều khiển từ xa, cho nên là rất tiện. Anh em nào mà không muốn đấu hộp số cơ á, thì chúng ta chỉ việc cấp nguồn 12V DC vào cho nó. Và như thế là chúng ta sử dụng bằng điều khiển từ xa luôn. Nó đang tăng tốc dần dần. Đấy. Nó có tiếng rè rè đúng không ạ? Bởi vì hiện tại cái nắp đằng trên, ngay chỗ đằng trên cái quạt á, là mình không có vít ốc lại, mình đang thả tự do nó xuống, cho nên nó cà vào trong cái động cơ quay ấy. Quay nhanh rất là mát, nhiều gió lắm anh em ạ. Cái này các bạn sử dụng ở trong cái bàn ăn hoặc là bếp ăn cơm, bếp cơm á, bếp chúng ta ăn cơm á, thì rất là vừa luôn, bởi vì cái này nó tán ánh sáng, nó phân tán gió xuống dưới nền nhà rất là rộng. Chúng ta tắt thì chỉ cũng tắt trong cái điều khiển này luôn. Cái điều khiển này có nhiều cái hay lắm, nó có thêm cái hẹn giờ nữa, nó rất là tiện cho chúng ta sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau. Ok, và như vậy là ngày hôm nay tất cả những cái sản phẩm, một video báo hàng về nhưng mà làm rất là chi tiết về từng sản phẩm đúng không ạ? Hướng dẫn các bạn cách chúng ta tự lắp ráp các cái quạt trần hàng về lần này, rồi cũng có sâu ra cho các bạn xem cái ruột gan của tất cả các sản phẩm. Thì nếu như bạn nào có nhu cầu mua các cái sản phẩm trong video ngày hôm nay, các bạn vui lòng xuống phần bình luận video. Bên mình sẽ có cái phần báo giá ở dưới phần bình luận video nhé. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.